linh kiện RC Testflight Cam F11 Pro 4K cho anh Nghĩa. Anh báo là máy của mình bay được 100m thì là nó mất tín hiệu hình ảnh. Thì em test tầm xa cho anh nhé. Máy của mình bay được 147m đấy anh em. Máy của mình bay 148m rồi, độ cao 19. Nhưng mà vẫn truyền được hình ảnh về anh nhá. Vâng ạ. Mốt này em đang điều khiển về. Ok, như thế là máy của mình ổn định rồi anh nhá. Distance limited.